Mọi người có nhu cầu mua ạc liên quân, ạc phi pha giá rẻ thì hãy đến ngay với shop gaobet.com. Shop này do Gaobet làm chủ và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm nha mọi người. Chào tất cả mọi người đã đến với kênh của cô Ngân. Hello, subscribe. Thì ngày hôm nay trước khi đi vào clip, cô Ngân sẽ giới thiệu cho mọi người đó là một phần mềm có tên là ngăn chặn và diệt virus miễn phí. Nghe hấp dẫn không mọi người? Phần mềm này có tên là NoSecurity nha mọi người. Chúng ta sẽ vào CH Play để tải phần mềm này. Phần mềm này chỉ có ở trên Android thôi nha mọi người. Ui, cực kỳ nhanh luôn, chưa tới 20 MB mọi người. Ui, tải hấp dẫn thế. Không hề nặng máy tí nào luôn mọi người, chạy rất là nhanh luôn. Chúng ta sau khi mở rồi, tải về rồi chúng ta sẽ vào và chúng ta mở phần mềm này ra nha mọi người. Coi thử phần mềm này có gì hấp dẫn. Bây giờ cô Ngân sẽ mở phần mềm này về nha mọi người. Ui kìa, ui hấp dẫn thế. Chúng ta nhấn vào nút vào nè. Sau đó chúng ta vào, đó là điện thoại của con chưa được quét nha mọi người. Chúng ta sẽ vào quét. Nghe bảo hình như quét và diệt virus chỉ trong 16 giây thôi mọi người. Cực kỳ nhanh luôn mọi người. Để con Ngân đếm giây coi thử có đủ 16 giây không nha mọi người. Ui, chạy nhanh cực kỳ luôn mọi người. Ui, chưa tới 15 giây nữa mọi người. Ui, nhanh thế. Ok, điện thoại của con Ngân đã an toàn nha mọi người. Ui, sau khi diệt virus xong, chúng ta còn có một bên đó là khóa ứng dụng nữa mọi người. Đầu tiên thì chúng ta phải cấp quyền cho nó. Cấp quyền, chúng ta sẽ khóa những cái ứng dụng mà chúng ta phải bảo mật. Ok, chúng ta cấp quyền. Ui, sau khi cấp quyền thì chúng ta sẽ vẽ một cái mật khẩu nha. Cô Ngân sẽ viết chữ N, đó là Ngân. Ok, chúng ta vẽ lại lần thứ hai. Sau đó là chọn một câu hỏi. Người bạn tốt, cô Ngân sẽ trả lời đại nha mọi người. Ok, thì các loại ứng dụng đang bảo vệ 8 ứng dụng, những ứng dụng mà chúng ta cần khóa mọi người. Tiếp theo là bên cạnh đó còn có một dịch vụ đó là chặn thông báo. Thì khi mà chơi game á mọi người thì chúng ta hay bị những cái thông báo mà nó hiện lên sẽ gây lag game á. Bây giờ chúng ta sẽ cấp quyền cho nó đã. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ chặn thông báo mở. Thì chúng ta sẽ chọn giống như là Facebook là cái thứ nhất nè. Nó sẽ có rất là nhiều thông báo luôn. Facebook đâu ta? Facebook là cái thứ nhất nè mọi người. Sau đó là bên YouTube nè, YouTube Studio, YouTube nè, Nonoline nè. Các thứ mà nó bị thông báo thì chúng ta có thể chặn lại. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có một cái đó là dọn rác nữa mọi người. Cái này bao gồm diệt virus và cả dọn rác nữa mọi người. Mà chỉ có chưa tới 20 MB nữa, cực kỳ hấp dẫn cho mọi người luôn. Ui, rác của cô Ngân nè, nó đang quét mọi người. Ui, quét cực kỳ nhanh luôn. Ui, sạch thế. Mọi người ai mà bị lag game thì mọi người có thể là tải phần mềm này về. Nó bao gồm cả diệt virus nè mọi người. Có thể là khóa những ứng dụng, chặn thông báo và cả diệt virus nữa mọi người. Hấp dẫn không? Thì bên cạnh đó cô Ngân cũng sẽ giới thiệu cho mọi người một sự kiện xảy ra vào ngày 2 tháng 9 rất là hấp dẫn luôn. Đó là rút thăm trúng lớn. Thì vào ngày 2 tháng 9 khi mà mình mở app ra thì nó sẽ có một cái vòng quay. Sau khi mình quay thì nó sẽ trúng rất là nhiều thứ luôn mọi người. Ui, thẻ cào 500k. Ui, thẻ cào Garena 500k mọi người ơi. Nạp game. Điện thoại Vivo, Bluetooth các kiểu. Trời ơi, Free Fire 5000. Ui, hấp dẫn thế. Ok, thì mọi người cùng tải về để chơi game không bị lag nữa mà còn trúng thưởng vào ngày 2 tháng 9 nữa nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đến với clip của ngày hôm nay nào. Hello, hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của cô Ngân. Ăn thịt cây không? Mọi người thấy gì chứ? Đây là con chó tên là X nha mọi người. Con chó này là của AX cho nên là nó sẽ có tên là X. Thì AX đi về quê cho nên là AX đi qua đây và gửi cho cô Ngân với Gao Bạc. Ép ăn thịt cầy không em? Thịt chó có cầy tao phải nói. Là một ngày mình sống với con này như thế nào nha. Lần đầu tiên nuôi chó nha mọi người. Ôi, mặt ảnh nè. Hủi cái gì vậy con? X ơi, X ơi. Đây nè, chào mọi người đi. Giơ tay lên. Hello. Ok, bây giờ mọi người cùng đáng xem và chờ clip này nó sẽ như thế nào nha mọi người. Mày làm gì? Hôm nay mày đi tùm lum trong nhà đúng không? Mày đi về với S đi.
đi về VS, tao không nuôi nữa, đi về VS, đi, lượn. Mày đi về VAS đi. Mẹ chửi ông sao ổng hờn nhìn mắc cười với nuôi. Đi ra đây chơi với ba này. Đi, ra đây. Nhan. Nhan. Hôm nay đi hơi bậy nhá. Nhảy đâu vậy, nhảy chỗ nào có súng. Nhìn tội đúng tội luôn. Mình la ổng sao theo ổng rầu các bạn. Ổng nằm dưới ghế luôn. Ổng không thèm thức dậy luôn. Nhìn kìa, coi nhìn kìa. Đi về với ác đi. Nhanh, đi về với ác đi. Ở đây chi nữa. Không ai nuôi nữa. Ui, giận kìa, ui, nhìn nó dễ thương quá à. Nó đang ăn mèn đây. Ác ơi. Ác ơi. Đừng có kêu, nó đang ăn mày. Ít ít tối chưa, nó đổ tùm lum rồi kìa. Nó đổ tùm lum rồi. Ủa, đi đâu vậy? Quay lại ăn đi, ác. Ác quay lại ăn đi. Đây nè con. Đây nè. Thiếu nữ. Ui, cô Ngân đi lau cho ép kìa. Ăn đi ép, ép ăn đi. Ép ăn đi. Ép hết muốn ăn luôn. À, ép ăn rồi. May quá, cuối cùng anh em hôm qua mình mua cả cháo gà cho nó không ăn. Kết quả là phải ăn đồ hộp. Phải cá hộp nó mới ăn. Khổ lắm cơ, mệt mỏi vãi nuôi với con ép này. Giờ là đi mua xúc xích cho nó ăn anh em. Hơi bị hấp dẫn luôn. Cô ngừng chăm cái này rồi ít bữa nữa về ở đây luôn nha em nha. Mình nằm xuống sàn nhà là con ép nằm xuống chung luôn. Ép ơi, ép mẹ con. Giờ nó không chịu ăn nữa anh em. Thất vọng, ép vãi nuôi. Ép không thèm ăn luôn. Chán ép vãi nuôi. Kêu qua trả về đi. Ek ơi, về đi Ek ơi. Ek về đi. Về đi. Ek về đi. Ek đi về đi. Ek đi về đi. Hó cái cụ cãi. Ek đi về đi. Đang yêu phải nuôi. Rồi lại ngồi ngộ chung với mình luôn rồi. Ông ngồi xuống rồi. Không ăn cho ăn cái gì cả. Thật gì á. Không ăn luôn. Không ăn luôn. Nè con. Bỏ ra nha. Đổ miếng khác nha. Nè. Cô sợ nó cắn. Ép nó không cắn đâu, ép hiền. Ép lại con. Nè. Nè. Không quan tâm luôn. Cái đẹp mà không quan tâm. Mấy người kỳ vãi nuôi ép. Ông có biết là ông có biết là ngày xưa tôi tán vất vả thế nào không mà ông ngồi ông được người ta đúc cho ăn ông còn không ăn. Sợ nó cắn. Mất cảm tình mọi luôn. Mất cảm tình với cô Ngân luôn. Đây con. Ok, bây giờ thì nhà mình sẽ ăn cơm. Nhưng mà con ép này mọi người. Đó, nó cũng phải ngồi ăn cơm nhưng mà nó được ngồi đằng sau thôi, không cho nó ngồi lên mâm trước được. Ếc ơi. Chào cả em, giơ tay chào cả. Ếc ơi. Ếc ơi, đi về đi. Nó liếc lên kìa, ui. Đi về đi. Về nhà đi. Ai nuôi nó đi về đi. Về. Ok, ok, không quan tâm gì luôn. Đi về đi. Giật kìa. Mệt mỏi con này ghê. Ui giận kìa, ui. Không giận ông quay đầu lại luôn. Đó anh em thấy không, cô Ngân live stream mà nó ngồi canh dưới cho cô Ngân kìa. Sao em lục là từ di cư nên nhà ai mà không thể đến tối ai là cô Ngân đang live stream mà nó ngồi canh cho cô Ngân. Mình mới vô cái nó gừ liền. Đậu xanh điêu vãi. Thích điêu không? Mình thích điêu không? Ép, điêu không? Đấy, nghe ra là định cắn mình đó. Đợi xem, tao bẻ gãy răng. Rồi mặt. Mọi người coi kìa, ông Năm xả like kìa. Quay nhìn cái cô cái. Coi ông Năm xả like kìa, đợi xem. Ủa, ông đi luôn. Anh ơi, về nha.
Em coi. Đi coi ai nè. Ai gọi nè. Cô Ngân đang bật lên clip của AS mọi người. Clip nè. Ai đây? Ai kìa AS? Ông nhìn, ông ngó. Ông ngó kìa. Ui. Ông ngó. Chồng ai đây? Hết ke luôn, ông hết ke luôn. Ông ngó kìa, ui, ông ngó ông trên tivi kìa. Ui, cạn lời thiệt. Ek ơi. Cái chỗ tóc này của ông bị ấy xong mới cạo xong này. Tội quá. Ok, bây giờ là tối rồi các bạn. Mình cho ổng vô phòng ngủ của mình ngủ chung luôn. Ngước mặt lên nhìn kìa. Ổng chuẩn bị ngủ rồi đó, sao mình nhấc mình kêu ổng dậy đó. Ok, chắc là mình kết thúc clip tại đây luôn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của Cô Ngân TV. Nhớ bấm like, subscribe kênh cho Cô Ngân TV nha. Ok, bye bye mọi người. Trời ơi, cái mặt thấy thương không? Đó, mình chuẩn bị thảm rồi đầu kia cho nó nằm, nó chui vô góc này nó nằm. Cày vậy chữ.